Đây là cái phần mình đã làm xong rồi nè. Bây giờ quay cho mọi người ăn nha. Mình sẽ ăn thử một miếng nha. Mời tất cả mọi người ăn thử cái miếng đậu hũ mà mình làm, mà mình học, mình làm trên mạng như ra sao. Nó có vị thơm thơm của rau răm nè, vị béo béo của đậu khuôn nè, và chua chua cay cay, ớt muối tiêu rất là ngon hả, rất là lạ miệng luôn mọi người ạ. Được rồi, hấp dẫn lắm mọi người. Cái này mình làm mình ăn buổi sáng cũng hợp lý luôn á. Thêm cái vị chua chua của tắc nữa, rất là đã luôn. Mọi người nên làm ăn thử với biết nha. Ngon, hấp dẫn. Tiếp đi, ăn Ăn miếng này luôn hả? Ăn thêm miếng luôn hả? đi. Cả nhịn luôn hả? Chắc mọi người lần đầu tiên mới thấy món này đúng không? Nó lạ đúng không? Cảm ơn mọi người đón xem nha. Cái phần công thức thì mình để ở cuối video cho các bạn. Các bạn nào mà muốn xem á thì mình xem ở bình luận, hoặc là mình xem ở bên cái phần mô tả nha mọi người. Mọi người hãy cho mình xin một đăng ký để ủng hộ kênh mình nó phát triển nha mọi người. Cảm ơn mọi người đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.